Ôi, mở nhạc lên. Gửi cho anh em xem. Ừ nè đó, bây giờ tôi qua đưa lên người. Gửi cho anh em sâu sâu kê rồi luôn, cho anh em sâu kê rồi xem, để gửi cho thằng Bo luôn, gửi cho Nghĩa luôn. Ok, let's get it. New game. Sẵn sàng new game. Anh em đã sẵn sàng vào game chưa? Mình game. Trời, nói gì vậy? Từ từ rồi, để đọc coi. Gì? Tên làm cái gì? Cái đó tùy sao. Nếu mà mày thích game của PS5 hơn mày mua PS5. Rồi, còn mày thích game máy tính hơn mày mua game máy tính. Đâu? Chưa, chưa. Trời. Trời, không đủ được rồi. Rồi. mới vô lãi khủng rồi, bởi vậy tao mới mua, tao quyết định mà. Cái đó là tại hồi trước là tao chưa có xem, bây giờ tao xem game này rồi tao mới thấy trội, mới vô nghe nhạc, nhìn những cũng đẹp. Đồ có hình kiến ở lưng, cái này là con kiến đúng không, nghe nó con kiến đúng không? Không, ý tao nói là con kiến. Rồi giờ mình làm gì ta, mình đi đúng không? Đánh đánh là nút nút vuông. Hey, hey. Ừ đúng rồi, lúc nào cũng vậy á. Trời không bỏ gì. Ê, ê, trời. Ồ. Nó đập mà. Trời nữa 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 kìa, nữa kìa nó kìa. Ê. Ủa. Đâu game này hay quá bộ. Ê nè, tôi đang thử hết nút nè, thì đó tôi đang tập nhảy chỗ quen nè, nhảy khó lắm bộ, không phải dễ đâu. Ủa, tao đéo biết luôn.
không? Tao có bấm lộn nút mày. Tao nhảy lên đây xem có gì không. Ý! Không mà dễ thương không bộ, con này nhìn dễ thương không bộ. Ôi trời, trời hồi nãy xém rơi xuống đầu. Oh my god. Ê cái này là gì vậy? Nên vô. Hi a bit. Các đứng tối cao. This. Những lời này là chỉ dành riêng cho bạn. Ok. Thấy không? Sức mạnh của bạn ok hơn cả chúng tôi vậy đó. Tập trung vào linh hồn của bạn cho bạn sẽ nhận được những gì mà bạn chỉ mơ. Những gì mà người khác mơ. Vậy hả? Hồi máu á. Ê trời nó mạnh nhá. Ủa trời, làm sao phải tăng máu không? Trời mới vô một mạnh ghê không. Ê gì nữa. Trời mấy con này mạnh quá vậy, sao tao đánh nó không được. Hay quá, đánh được rồi. Biết rồi, biết cách đánh rồi. Em đi. Thua rồi. Để coi Linh trên này có máu hay không. Đâu, ủa cái này lấy gì vậy? Cái này ăn được không? Ủa, ê hình như mình được cái thanh máu màu xanh dương ở trên đầu rồi kìa. Hết rồi. Đâu còn nữa đâu không? Ý là hết cái để gồng rồi. gồng bây giờ nhiều rồi. Ý! Trời. Trời. Rồi không nhảy lên được luôn. Ý. Rồi thua luôn. Ủa tôi không biết. Những điều ta không nên làm. Không có gì bên này hết. Hỏi các đứng tối cao. Lời này là dành riêng cho bạn. Không biết nữa. Chắc là tao á. Có thể con Bo hay Nghĩa hay Bi gì đó anh coi. Ok hiểu rồi. Hiểu luôn. Không gì hết. Đi tiếp. Ấy u măng. Sao cửa này bự vậy? Không coi được. Không coi được. Ôi má, cái này nhảy xuống có sao vậy? Rồi nhảy xuống bị mất máu luôn á.
Trời má. Ừ. Hình như tôi ra khỏi thành phố rồi á. Ừ, bây giờ ok, bây giờ đang ở ngoài đường. Bây giờ đang ở ngoài đường. Đó, tại thấy có đèn đường nè. Vậy dirt mouth, cái miệng dơ bẩn. The fading town. Trời, thị trấn tan biến. Ê, ê, ông này. How dare traveler, người du lịch. Tôi sợ là chỉ còn có mình tôi là người duy nhất còn sót lại. Thị trấn này đã tàn đuổi. Những công dân khác họ đã biến xuống dưới đất chứ. One by one. Phải dịch cho mọi người nghe chứ. Biết đâu bo, biết đâu bo hay ai nghe sao. Hai người xem mù. Tin khó thiệt. Alo, thằng nào đang xem thì biết là nãy giờ Tin đang chửi. Nếu mà chết thì chắc bò á. Chắc bò coi á. Thằng quỷ bò gì. Ờ má. YouTube chứ. Ừ. Ờ. Ủa là sao? Ừ, sao kỳ á. Sao kỳ vậy ta? Ủa, thằng Bo nó dùng cái tài khoản nó vô bình thường mà. Bo vô mấy anh em. Ừ. Không biết nữa, mày xem thử ra thôi. Đi tiếp. Ê, trời lọt xuống luôn. Ừ. À. Crossroad, ok. Má học. Ui dọc quẹt. Mày. Mày trời. Hồi nãy tính chạy lại tông tao luôn. Mò. Lắc hả? Thì tao đang xem coi có lắc hay không. Đang xem. Ừ, hay lắc á. Ừ. Ừ, nó nghỉ. Bị lắc rồi. Bị thoát rồi. Ừ, bị thoát rồi. Bị mạng. Không sao. Live lại. Tắt cái này lâu lâu hay bị gì lắm.